chào tất cả các anh em nhá. Hôm nay đã là 22 Tết rồi. Thực sự là hôm qua thì em đã làm một một đơn đặt hàng mà bán buôn và khoảng 30 con máy nhỏ Cubota vào trong miền Tây. Cái đơn hàng ấy chắc là đơn hàng bán buôn cuối cùng của em của trong năm 2021 rồi. Thì đang dập dịch để cho anh em thợ nghỉ. Thì cũng dịp Tết này ấy, thì tất cả ở ngoài Bắc này thì thường thường là các anh em xe cộ, xe tải các thứ, các anh em sẽ cho xe về nghỉ sớm để thứ nhất là sửa xe tải này, xe ben này, và thứ hai là bảo dưỡng xe. Thì mấy ngày hôm nay em cũng bán được rất là nhiều máy hủ vồ nhá. Thì hôm nay lại có một ông anh ở trên Yên Bái. Anh tên là gì nhỉ? Tên gì? Cương à? À giống tên em. Anh Hưng ở Yên Bái nhá. Anh cũng anh ấy nhân tiện Tết gần đến thì cho xe nghỉ sớm thì thay máy luôn. Thì con máy hủ vồ của anh ấy cũng bị hỏng lốc. Thế là anh từ Yên Bái xuống dưới này và mua máy của em. Thì anh ấy bảo tìm cho anh một con máy hộp vô thật đẹp. Thì anh cũng tên là Hưng giống em, tên Hưng nhá anh em nhá. Thì hôm qua thì em bán được hai con máy hộp vô về Sơn La cho anh Hải ở Sơn La, hai con máy hộp vô đẹp. Thì chiều nay anh ấy mới đến chở. Thực sự là cái máy ở em vẫn nói với tất cả các anh em làm như ở những video trước là ở ngoài miền Bắc này là máy xe tải, các loại xe tải, xe ben ấy 10 con chạy trên đường thì phải có 8 con mà xe hổ vù nhé anh em nhé. Vì cái dòng hổ vù là máy này với lại xe của nó rất là có được các anh em miền Bắc ưa chuộng. Chạy mỏ này, chạy mỏ đá này, tất cả các mỏ than, tất cả các công trình xây dựng các thứ. Là xe hổ vù nó rất là khỏe, máy hổ vù nó bền với lại lợi dầu. Thì đây, anh Hưng anh ấy bảo chọn cho anh một con máy hổ vù thật đẹp. Thực sự là con này quá đẹp luôn anh em ạ. Em sẽ quay ra vì sao nó đẹp cho mọi người cùng xem nhá. Đây lốc này, lốc còn rất là mới nha anh em nhá. Bơm kim nguyên zin này, chưa có dấu mở nha. Đây, kẹp chì nha, bơm kẹp chì này. Đây anh em ơi, kẹp chì này. Đây, anh em xem, tất cả còn nguyên zin nhá, lốc vẫn còn rất là mới. Đây, quay cho mọi người cùng xem, nguyên zin từ AZ luôn nhá. Đây. Thực sự là thì em vẫn nói với mọi người là riêng ở máy hủ vù ở cơ sở em thì khẳng định luôn là ở cái Việt Nam này chắc là em là nhiều nhất máy hủ vù luôn. Việt Nam ấy không ai mua đến 300-400 con máy hủ vù, mà mua nhiều máy hủ vù như em cả. 300-400 con lúc nào ở chợ trong kho cũng tồn động 300-400 con máy hủ vù, mà toàn máy đẹp nhá anh em nhá. 371, 375, 420 đủ hết nhá. Con này là máy 371 thì em sẽ giới thiệu qua với nó cho mọi người, qua về nó cho mọi người cùng xem. Con này là nó là 273 kW và vòng tua của nó là 2002. Lòng của nó là 1 tấc 26. Con này thì lắp trên con xe ben và xe thùng các thứ là 371 rất là chuộng. Con này turbo vẫn còn zin nhá anh em nhá, turbo vẫn còn zin này. Tất cả màu sơn của nó vẫn còn rất là mới nhá. Màu sơn rất là mới. Đây. Đây anh em xem này. Lốc các thứ mặt máy ốc quy lát cái thứ vẫn còn rất là đẹp, long lanh luôn. Thực sự là con máy này là giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Đây. Thôi bây giờ em sẽ cho anh em thợ test máy để cho anh Hưng ở Yên Bái anh ấy kiểm tra chất lượng, và thứ hai là cũng sẽ em sẽ đăng lên kênh bán hàng. Nếu mà anh em nào có dùng cái máy này vào tàu hút cát hay là lắp xe thì cứ alo cho em nhé, em sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình luôn. Anh em cần thì cứ alo cho em. Sự con máy này quá luật, quá đẹp luôn. Bây giờ sẽ cho anh em thợ lổ luôn. Để phát lổ luôn nhá. Êm chưa? Quá chất. Đây, cái ấy mà. Êm du luôn. Như máy mới. Máy
máy quá chất luôn anh em ạ. Nổ êm như xe con luôn nhá. Anh em miền Tây, anh em nào có xe hổ vồ này mà chạy công trình hay cần thay máy thì cứ alo cho em nhá. Không có lý do gì mà không được cả anh em ạ. Máy còn zin từ trên mà xuống, từ A đến Z luôn. Ok chưa, ba xếp. Máy thì phải đè chạm chạm mà người thấy hơi ắc quy đã lỗ rồi. Máy là nguyên bản nó khác, anh hiểu chưa? Có loại máy Việt Nam cắt ra banh banh rồi. Cả những cái dây đấy về anh ấy. Máy này chỉ có mức là mua rẻ quá thôi anh ạ. Thì lốc mi bơm cái thứ cả dàn trên này nữa. Ok chưa, để đổi đồ đây. Nên lên cả trưa đấy. Đổi em cái bánh đà. Đổi bánh đà. Đổi bàn ép chứ. Ok. Con máy test con máy cho anh Hưng ở Yên Bái đã xong nha anh em nha. Nói chung là cái những cái dòng máy này em mua em không được lỗ cơ. Nhưng có là theo kinh nghiệm mình mua máy ở bên mình mua máy lâu năm rồi, con nào đẹp phát là mình biết. Vì cũng như là con người ấy, nếu mà không có bệnh tật gì thì chả bao giờ người ta mổ bụng mình ra để khâu hoặc là làm cái gì cả. Có bệnh thì người ta mới là ấy thôi. Còn những cái máy đang yên, người đang yên đang lành, không ai tự yên dưng lại đi mổ bụng. Rồi nha, con máy là coi như nó xong nha. Bây giờ em sẽ đổi một cái số đồ lặt vặt cho anh Hưng. Rồi cho xong xuôi thì cho anh trở về, trở máy về Yên Bái thôi. Anh em xem này, em quay qua cái mặt đằng sau đó cực đẹp luôn nhá, cực đẹp, cực mới, nguyên zin từ A đến Z luôn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo. Chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ em và tin tưởng động cơ ô tô Hưng Thịnh, thương hiệu uy tín, chất lượng tạo lên thương hiệu anh em ạ. Nhưng mọi người nhớ vào đăng ký vào cái kênh mới của em nhá, kênh Hưng Động Cơ Đẹp Giá Rẻ ấy, và cái fanpage và cái trang web của em. Em đều để rõ địa chỉ cơ sở của em đấy. Anh em nào nếu mà có ra có đến muốn đến thăm cơ sở của em thì cứ đi theo cái địa chỉ ở trên mà em để mỗi cái trên cái trang web, cái fanpage, cái thứ ấy, đều có hết nha anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.